Kế, chuẩn bị đi rút tiền ngân hàng với anh. Đợt này anh sẽ đầu tư cả chứng khoán nữa. Dạ, sếp mới đầu tư vào Bitcoin, bây giờ lại đầu tư cả vào chứng khoán nữa. Thì đúng rồi, không nên bỏ trứng vào một giỏ. Không thấy bác Vượng mà, bác ấy đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào xe, đầu tư vào trường học, rất là nhiều thứ luôn đấy. Sếp nói đúng nhưng mà sai nhiều lắm ạ. Sếp không thể bắt chước cách làm của bác Vượng được. Bác Vượng đã thành công rất là nhiều thứ cho nên bác Vượng làm được. Còn công ty của mình bé tí tí tí, doanh thu có mỗi vài tỷ một năm. Mà làm sao mà bắt chước theo cách làm của bác Vượng được ạ? Chừng nào công ty của mình là số 1 tại Việt Nam thì lúc đó sếp làm rất là ok ạ. Sếp đầu tư như vậy, nguồn lực, thời gian, công sức và đặc biệt là tài chính phân bổ tan nát hết ạ. Doanh thu quý vừa rồi của công ty đã bắt đầu sụt giảm, tiền cũng không thu được và em thấy công ty mình đang có nhiều vấn đề bởi vì sếp ít dành thời gian cho nó hơn rồi ạ. Thế cậu là chuyên gia tài chính, cậu cho tôi lời khuyên như thế nào? Dạ, theo em sếp chỉ nên đầu tư vào bất động sản, cái này vừa an toàn, vừa rõ ràng và không mất nhiều thời gian công sức của sếp. Thời gian còn lại của sếp sau khi đầu tư bất động sản là tập trung vào phát triển công ty. Em thấy như vậy công ty mới phát triển tốt được ạ. Nếu không, công ty sẽ chết dần chết mòn đó ạ. Cậu xứng đáng là cố vấn tài chính. Cậu rất tuyệt vời.